Eat some banana, then drink some soda. Then eat some banana, then drink some soda. It's amazing. It's a great breakfast. Oh, mommy, something frozen. Huh? Yeah. Chơi đừng có dục ầm ầm mình chứ chơi. It's really blood on my cigarette. Biết sao không? Con ăn cherry con bỏ đó đó. No, something just fell. Con ăn cherry con bỏ nữa đó. Did daddy throw it? No, con á. No, it wasn't me. Rồi coi kìa, coi hai cái mép có dính sô cô la rồi kìa, chùi cái miệng đi. Hai cái mép dính sô cô la không à? Đó, ăn đồ dính đó, bởi vậy đừng có ăn đồ, ráng cố gắng ăn sao đừng có để dính quần áo, hư quần áo hết con. Lâu quá không có xe quay chay trên xe cho cô chú coi. Toàn là quay chay dưới đất không à. Trời. À, con thích ăn cái màu trắng không? Con thích ăn cái màu vàng hả? Oh, this baby she doesn't like the yellow one. Yellow cheese. She like the white cheese only. Mozzarella. Nó ăn như Mỹ không cô chú đó. Sáng là nó ăn phô mai gì có chịu đời nổi không? So good. Trời còn so good nữa, còn ngon quá nữa. Glad you're having a good breakfast. But eat more banana. That's the best part of it. The chocolate soda is second best. Ăn thêm banana đi con. I like Chunum soda sunglasses, but now I got lines. What? On my face. Oh, really? Where? Your face is so hard to find a sunglasses. Yeah, only the blue Prada's are. But where's the cap? Rớt dưới đây rồi, kệ nó đi con. Can I see? Nó rớt dưới rồi. Can you get it? No, không được, mày lấy không được. Can I hold that? À, con cầm cái camera cho mẹ phải không? No, you can hold that. So I went to the Kegel Harbor Park show and then I went to my gym right there. Rồi, ra đây. Rồi, ok, cảm ơn chị nãy giờ cầm cho mẹ. I want to go to the car show too. À, con muốn đi hội xe với ba hả? No, you wanted to sleep longer. Đó, tại vì con ngủ dậy trễ quá sao đi được. Car show là người ta sớm lắm. It was just a small car show. Can I have to go there? Whoopity. Sao? Whoopity. Whoopity doobity boopity. Ready bad booty beat. Không rồi, mày không có lấy nữa. Mày không có lụm nữa. Mày không có phải là người đồ lụm nấp, nghe chưa? Everything's
I need your love. I love you. You don't need it. I love you. You already have it. Yeah, you already have my love. You don't need any more love. You have enough love. You have way too much love. I need your love. Need your time. I need your smile. She touches her watch. I need my food. I need to eat. That's mommy. Ai xin lỗi xin lỗi. Rồi hát đây. Trời, dừng rồi mày hát tầm 7 nhạc của con phải không? Rồi ok con hát cho đàng hoàng đi. Saturday baby, I gotta do homework. I need your love. Sao nít lớp hoài vậy con nít gì nữa không? I need your money. No, then that's mine. Oh, I need your sushi. That's mine. Sao? Tâm sức nét tụi mày là sao? Sao vậy? À, cô chú ơi, sáng nay là chay bệnh rồi cô chú ơi. Chay bị sổ mũi rồi. Rồi cái hả chay nói mẹ con nóng quá, cái mở máy lạnh lên, tại vì ngoài trời nó hơi nóng nên là phải mở máy lạnh lên. Cái hả nó vác cái ghế từ ở ngoài đường vác vô đây, nó nằm ngay chỗ cái máy lạnh luôn. Cô chú có được đời không, bên làm gì nó còn bệnh thêm nữa chứ được gì. Kéo nó ra chỗ khác nó không chịu, rồi nó đòi lấy mền lấy đồ rồi kia đắp cho nó. Cô chú coi nè, đi mua Pikachu nữa nè, ba nó chở nó đi chứ ba nó chứ là chiều nó lắm nha cô chú nha. Cô chú nói Ngọc là chiều và chay chứ còn ba nó chiều chắc còn hơn Ngọc gấp trăm lần á. Hả? Trời ơi, cho ba mua cái đó nữa đó hả? Yeah, trời ơi, cái đó bự á. Ừ, ba có cái bự hơn. À, hôm qua là mình ráp cái bự rồi, nhỏ rồi, mà bữa nào ráp cái bự. Thế con Pikachu này cho cô chú coi, Pikachu này nó làm. À, cái gối của con nằm nữa, nó in hằng cái đầu của con ha con ha. Rồi cho cô chú con Pikachu nó làm gì? Ôi giời, con không Pikachu nó làm sấm sét đó cô chú. Đó, làm sấm sét cô chú thấy ghê chưa? Nó đi là nó mua, ba nó chở nó đi siêu thị là nó mua. Học nó là thôi ơi thôi đừng có mua nữa, nó có quá nhiều cái này rồi mà cũng hả là mua. À thì con này con chưa có, nhưng mà những cái con gấu nhồi bông là con có rồi. Đây nè, thấy không? Thấy cái con này không? Đó, con này nè, đó. Thấy chưa? Hả? Không thích này hả? Trời, chắc có đập con này quá vậy. Tại sao hồi bữa đi bắt gì đi bill đồ bè con này. Cứ giờ nó không thích con này. Rồi thôi con này là không được rồi. Thôi, không. Mẹ là từ giờ về sau là con đòi cái gì là dứt phát, không cho cái gì nữa. Có mới nơi cũ. Mẹ đã nói rồi, mẹ đã biết con không có thích mấy con bill đồ bè. Mà miễn con đi con thấy là con đòi bill đồ bè. Mà con biết con mấy con này nó tốn tiền mẹ dữ lắm không? Tiền bạc mẹ khó khăn mẹ kiếm chứ đâu phải là dễ dàng đâu. Mà tại sao phải lại lãng phí tiền của mẹ như vậy? Chừng nào á mà mình thật sự mà thích cái gì mà mình thích là vô vàng luôn mình mới mua. Chứ không phải là mua chơi cho vui. Rồi bây giờ thích chưa? Vậy là bây giờ thích rồi phải không? Ờ có hai cái là nhiều quá chứ gì? Ờ bây giờ con cho mẹ hả? Ủa mẹ đâu có cần đâu, cho mẹ này. Con biết nè, con biết á, trong tất cả các con mẹ thích con gì nhất? Nói cho mẹ nghe coi, trong tất cả các con mẹ thích con gì nhất? Nói nghe coi. Pikachu. Không phải. Trong tất cả các con mẹ thích con gì nhất? Thích Alex sao? Không phải luôn. Wrong. Cho con nói lại lần nữa, trong tất cả các con mẹ thích con gì nhất? Con gì? Con vàng của mẹ. Con cục vàng của mẹ. Đúng rồi, mẹ thích cái con cục vàng này của mẹ nhất luôn nè. Con này nè, con chay nữa. Ôi ơi, hay đó, cái này hay nè. Bây giờ trả lời đúng rồi nè, hay, giỏi, thông minh. Trời ơi, con thì mẹ thích con cục vàng của mẹ. Ngọc không có nhắc nha mọi người nha, nó tự động nói á. Hay ghê trời. Mà không, Ngọc á, thì Ngọc tính nói là mẹ thích con chay nhất. Mà nó nói con cục vàng của mẹ. Ôi, nằm kiểu gì vậy?
nằm ngủ kiểu gì à? Nay là tự biết bản thân là bệnh rồi, là không đi ra ngoài đường luôn nha cô chú nha. Nay bị sổ mũi, chắc đi chơi nắng quá sổ mũi gì nữa. Rồi làm gì à? Mà sáng giờ ta thấy là không mua tốn, qua giờ mua con Pikachu này thấy ôm nhiều nhất nè. Con chay nha cô chú nha, nó không hề thích gấu bông nha cô chú nha. Nó thấy nó thích nó đòi vậy thôi, chứ còn không có bao giờ mà nó chơi gấu bông hết á. Nên là đã nói gì Ni rồi, hồi bữa dặn rồi. Đi đừng có builder bear nữa, cái con này gọi là builder bear. Mà lần nào đi cũng builder bear là về nó bỏ. Hồi bữa là nó bỏ cái con bữa kia rồi, cái tới cái con nọ, rồi bây giờ tới cái con này, là ba cái con builder bear từ giờ về sau nha. Đi shopping, đi mall không được tới cái chỗ builder bear nữa, nghe chưa? Nghe không? Mà cô chú biết không, không phải giờ Ngọc Ngọc nó có con builder bear này nữa, cái trong mall nó bán mắc tiền dữ lắm. Khi mà con tới builder bear, con chỉ đứng con chơi thôi, không có coi và không có build nữa, tại vì nó rất là mắc tiền và tốn tiền của mẹ, nghe không? Tiền mình để dành để đi vô là mua đồ ăn nè. Con muốn coi gì? Đúng rồi, cứ đứng con người ta build bear chứ mình đừng có mua, nghe không? Tốn tiền của mẹ, nghe không? À, cái đồ make up của con mày, con mua về mẹ đâu có biết đâu. Mất tiêu, chơi sim chơi xong lần mất tiêu đồ make up luôn, thấy không? Không có biết giữ đồ chơi, tốn tiền của mẹ nữa. A Trì nó có đồ sơn móng tay á. Nhớ nha, mẹ dặn nha, từ giờ về sau đó tới builder bear là chỉ nhìn thôi chứ không build. Cô chú biết không, cái con Pikachu này là bán ở Target, là siêu thị bình thường á, là Ngọc nghĩ con này chắc cỡ chừng 10 đô, 12, 13, 14, 15 đô gì thôi, là cỡ chừng 300 ngàn thôi. Mà vô mà cái con mà builder bear này nè, một cái con này không á, là cỡ chừng á hả, 1 triệu đi, 1 triệu đồng con này đi. Rồi bắt đầu á, con này phải mua thêm cái áo cho nó mặc nè nha. Rồi hả, có mà nếu mà không, để mày giải thích cho cô chú coi. Rồi nếu mà hồi bữa nó đầu mua cái đồ tóc giả cho con này nữa, mà nếu mà mua nữa đó, cái con này không hiện tại bây giờ vậy đó nha, là hồi bữa Ni nó mua là 70 đô, là coi chừng 1,5 triệu một con này. Mà nó về nó có chơi đâu, phải chi mà nó yêu thích nó chơi thì không nói, nó đi là nó phải mua, là những cái tật là như vậy là không được. Một cái áo này không là cũng cộng thêm 10-20 đồng ha, thí dụ như còi kẹp cái nơ cho con này cái thêm á hả mấy trăm ngàn nữa ha, cái mua cái tóc cho con này cái thêm mấy trăm ngàn nữa, là trời, có khi người ta build ra đờ be hả coi chừng 2-3 triệu con luôn á, cái cỡ đó luôn á. Bởi vì mà nó không có thích chơi, phải chi nó thích chơi thì ok, mà nó không thích chơi mà nó cứ đòi build đờ be. Ủa rồi con chay đâu trời, ủa đâu mất tiêu rồi, ủa cô chú có thấy con chay đâu cô chú ơi? Trời ơi, cái gì đây, đây là một cái gì đây? Trời ơi, sao nó di chuyển đây? Sao cái này nó biết di chuyển đây? À, chờ mẹ có điện thoại, chờ mẹ một chút. Oh wow, trái táo á. Uh-huh. Oh, that's an ice cream. Can you sell me an ice cream? Oh my god. You got strawberry, cherry. Oh, wow. Cherry? No. That's not cherry. Yeah, that's a cherry topping. Oh, the strawberry topping? Okay. So she has strawberry ice cream with strawberry topping. Wow. Can I have one, please? I'm not yet. Not yet? I'm like, I'm going to use something else. What's that, Mia? JD, Mia, I'm going to come over tomorrow. Uh-huh. To our house. Oh. Yeah. Hopefully she'll be nicer and play more. Yeah. Oh, she made ice cream. Here. Right there. Oh, you did? Okay. Yeah, here. Yeah. I got it. Oh, there she did. Okay. Chocolate. Thank you. Yeah. Mint with whipped cream. This looks good. Mia, this mint. Lola, cheers. Mm-hmm. Yummy. So good. Yeah, it's cream. Is this pistachio or mint ice cream? You what? I got a lot of cream. Yeah. Let me go wipe it. Oh no!
No, you can't eat ice cream. You can eat cake if you want. Show her everything. You're missing a candle? He already have a candle. She's missing a candle for her cake. Wow. Các bạn thấy không? Tìm đến mấy đứa nít bên đây là đồ chơi của nó sao? Một nhà là toàn đồ chơi của tụi nó không?